5 và thứ 6. Phía sau có Carlo Sanh cũng đang muốn cạnh tranh cho những vị trí dẫn đầu nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu khi đã thay lốp mềm thì Max Verstappen sẽ giành được fastest lap hay không. Cùng với đó là Lando Norris đang rất nỗ lực để bảo vệ được thành quả của mình. Anh đang cố gắng để bảo vệ vị trí thứ hai, nhưng sức tấn công của Lewis Hamilton cũng đang ngày một tạo ra nhiều áp lực hơn về phía của Lando Norris. Lúc này thì DRS chưa được bật. Tuy nhiên thì chúng ta đang thấy sự bám sát đến từ Lewis Hamilton và anh đang cố gắng để vượt qua được Lando Norris. Nhưng đó là một pha phòng ngự hay đến từ tay đua Vương quốc Anh. Dẫu vậy thì Lewis Hamilton, người đồng hương của Lando Norris, đang wheel to wheel. Nhưng lúc này thì chúng ta thấy Lando Norris đã chiếm được lại trọng tốt hơn để bảo vệ được vị trí của mình. Liên tiếp là những tình huống sò bành giữa hai tay đua đến từ Vương quốc Anh, và bây giờ lại thêm một cơ tấn công nữa dành cho Lewis Hamilton. Nhưng Hamilton một lần nữa không thể chiến thắng được Lando Norris với tình huống phòng ngự vừa rồi. Tay đua của McLaren đang đua rất hay ở trạng này. Hamilton đang gặp bất lợi rất lớn về mặt tốc độ so với Lewis Hamilton, người xếp ngay phía sau anh và đang sử dụng một bộ lốp mềm. Tiếp tục là tình huống tấn công của Lewis Hamilton đối với Lando Norris. Lando Norris cố gắng để bảo vệ vị trí của mình, nhưng mà liệu anh ta có thể lại giữ được điều này trong bao lâu đây? Lando Norris đang cố gắng ép vào lái trong, tiếp cận được đỉnh cua. Nếu tốc độ trên đoạn thẳng này, Lewis Hamilton đã phải phanh lại một chút để tránh pha va chạm với Lando Norris, mà Lando Norris lại giữ được vị trí thứ hai. Tuy nhiên hãy cùng chờ đợi lúc DRS được bật thì lúc đó áp lực về phía Lando Norris sẽ còn lớn hơn.